Căn nguyên của bệnh tật. Khi bệnh vừa phát sinh, nếu chúng ta có thái độ cương quyết khước từ ngay, không để cho ý niệm tôi bị bệnh hình thành, thì bệnh sẽ đi ngay. Nhưng quý vị quá yếu đuối, thường cảm thấy, chao ôi, tôi đau chỗ này, tôi khó chịu chỗ kia. Nếu thường xuyên có những ý niệm này thì giống như là đẩy cánh cửa mở ra vậy. Lúc đầu cửa chỉ hơi hé mở, nhưng vì quý vị cứ tiếp tục nghĩ tôi bị bệnh, nên cánh cửa hơi mở sẽ bị đẩy rộng ra do lực lượng tư tưởng phủ định của quý vị. Khi cửa mở rộng thì bệnh sẽ xâm nhập vào thân thể rất nhanh. Nguyên thủy có một lớp năng lực bao trùm cơ thể. Cơ thể chúng ta khỏi bị lực lượng phủ định bên ngoài xâm nhập. Khi bị bệnh là lúc lớp năng lượng bảo vệ của chúng ta bị chọc thủng một lỗ, nên bệnh theo lỗ thủng đó vào cơ thể, cho nên mới sanh bệnh. Nếu màng năng lực bảo vệ này nguyên vẹn, bệnh không thể xâm nhập. Nếu người tu hành có tâm đơn thuần và kiên định, thì lớp năng lực bảo vệ chung quanh cơ thể sẽ giống như một lá chắn bằng kim cương, không bệnh tật nào có thể xuyên qua. Cho dù có chút bệnh, cũng chớ nên để cho bệnh quấy nhiễu. Khi biết mình có bệnh thì càng nên nỗ lực tu hành, dùng lực lượng của mình đẩy bệnh đi. Thân này là nhà của chúng ta là chủ nhân. Chủ nhà không mời thì ai có thể vào. Nếu mình có thể kiên quyết như vậy, bệnh sẽ không thể ở lại. Thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu hủy hoại tế bào cơ thể. Những hóa chất mạnh và thuốc trừ sâu họ dùng trong nông nghiệp thật sự không cần thiết nếu chúng ta trồng trọt theo cách bình thường, cách tự nhiên. Chúng ta thậm chí không cần thuốc trừ sâu bọ gì cả. Chúng không chịu nổi tất cả thứ này, quá sức của chúng. Ngay cả con người, đôi khi chúng ta ăn thực phẩm đầy thuốc trừ sâu, chúng ta cũng bị bệnh sau một thời gian. Nhưng vì chúng ta to lớn cho nên bệnh không quá nghiêm trọng, do đó chúng ta không cảm nhận ngay. Nhưng sau một thời gian, những hóa chất và thuốc trừ sâu sẽ làm hư hại chức năng cơ thể, phá hủy các tế bào, đủ thứ cả, khiến chúng ta bệnh hoạn. Đôi khi chúng ta bị bệnh ngay, nhưng nhiều lúc vì chúng ta to lớn nên có thể tiêu hóa được và dùng những cách khác để rửa sạch. Nhưng nếu tiếp tục như vậy sau một thời gian lâu, chúng ta sẽ không chịu nổi. Bệnh tật hầu hết là từ đầu óc. Bệnh hoạn hầu hết là từ đầu óc. Chăm sóc sao cho đầu óc được tinh khiết, đơn giản và mãn nguyện. Biết ơn những gì mình có thay vì cứ muốn những điều mình không có. Rồi quý vị sẽ thấy khỏe hơn và thể xác quý vị cũng thoải mái hơn. Vì khi thân thể thoải mái, các bắp thịt, cơ thể và máu sẽ vận động tốt. Rồi quý vị cũng cảm thấy khỏe. Đừng thương hại mình quá, ai cũng bệnh, không lúc này thì lúc khác. Tôi cũng bệnh. Đừng tập trung vào sự bệnh tật. Đừng đi tới đó. Đừng đi tới chỗ thê thảm đó. Linh hồn quý vị không thuộc về những nơi đó. Tập trung vào hiện tại. Tập trung vào ân điển mà quý vị hiện có. Tập trung vào bất cứ gì mình đang có mà rất đáng yêu và tốt đẹp. Quý vị thấy đó, có rất nhiều vị Phật tại đây, và chúng ta có rất nhiều chuyện vui và ý tưởng mới hay lạ. Hãy tập trung vào đó. Đừng ở đó với bệnh hoạn và đừng đem cả nhà đến đây. Bởi vậy mà cuộc đời quý vị mới thê thảm. Quý vị luôn tập trung vào khía cạnh xấu và quên đi mọi thứ tốt đẹp ở trước mắt mình. Quý vị có quá nhiều đến nỗi không biết mình có những gì. Tôi thấy rất tội nghiệp cho quý vị, không phải cho bệnh của quý vị, nhưng cho sự ngu xuẩn của quý vị, cho phẩm chất than gian của quý vị, cho cách suy nghĩ tai hại cho chính mình. Chúng ta có tất cả mọi thứ đúng như mình cần vào đúng thời điểm. Chúng ta chọn có những thứ đó. Chúng ta chọn ở trong tình trạng đó, cho nên chúng ta hoàn mỹ rồi. Đừng than thở quá nhiều. Đừng tự thương hại mình quá. Quý vị làm cho mình trở thành thấp kém hơn một con người.
thấp kém hơn một con người có đáng kính. Hèn gì cuộc đời quý vị thê thảm và bệnh hoạn hoài. Bởi vì đó là tất cả những gì quý vị có, tất cả những gì quý vị tập trung vào. Quý vị nghĩ gì sẽ ra cái đó. Quý vị để cho mọi thứ chiếm cứ đầu óc mình và xâm lấn hạnh phúc của mình và chỉ quy đời mình thay vì quý vị chỉ quy mọi việc. Đó là lý do mà cuộc đời quý vị thê thảm và không ai có thể giúp quý vị ngoại trừ chính mình. Quý vị phải chán ngấy với kiểu suy nghĩ này thì mới có thể khỏe mạnh trở lại. Vi khuẩn ở khắp nơi. Nếu là đồ đặc biệt của tôi như gối chăn thì tôi không thích có mùi mồ hôi tay của người khác. Nếu không quá nặng mùi thì không sao. Nhưng mình không bao giờ biết ai nặng mùi, ai không nặng mùi. Khi họ bị căng thẳng, họ đổ mồ hôi như tắm. Ồ, gối của sư phụ. Ồ, ồ. Rồi cả cái gối ướt đẫm. Vì chúng ta có khoảng 400 tuyến mồ hôi trong mỗi phân vuông của bàn tay, nhiều hơn toàn thân thể. Thân thể không có nhiều tuyến mồ hôi trên từng phân vuông như vậy. Nhưng bàn tay và bàn chân lại có rất nhiều. Do đó, bàn chân quý vị có mùi. Ý tôi là nếu quý vị đổ mồ hôi nhiều, nếu tập thể thao, quý vị cần phải giặt vớ. Nếu không, sau một thời gian quý vị sẽ có vấn đề ở bàn chân. Biết sao có mùi không? Vì vi khuẩn hiện hữu khắp nơi trong không khí, không phải quý vị. Không phải chính quý vị có mùi. Đó là do vi khuẩn trong không khí. Vi khuẩn sinh sôi nảy nở khi bàn tay quý vị ẩm ướt do mồ hôi, rồi ấm lên. Môi trường thuận lợi. Vi khuẩn gặp môi trường thuận lợi cho nên sinh sôi nhanh. Lý do là vậy. Và chúng cũng bài tiết nữa. Có lẽ chúng cũng đổ mồ hôi trong tay quý vị hay làm gì đó trong tay quý vị. Chúng biến tay quý vị thành nhà vệ sinh của chúng. Cho nên tay mới có mùi. Chân cũng vậy. Mấy chỗ khác cũng vậy. Ngoài ra, mình cũng bài tiết những gì thân thể không cần. Nó cũng thoát ra ngoài theo lỗ chân lông. Sau một hồi, vi khuẩn sinh sôi nảy nở và rồi mình có mùi. Thân thể này thật sự là một cơ cấu rất thú vị. Nó làm đủ chuyện tuyệt vời và nhiều việc không tuyệt vời cho lắm. Nếu mình dùng nó làm việc tốt thì sẽ tuyệt vời. Nếu dùng làm điều không tốt thì không tuyệt vời chút nào. Tránh nói chuyện trong bữa ăn. Trong bữa ăn tốt nhất là không nên nói, bởi vì khi nói quý vị không nhai kỹ càng. Đây là về mặt vật chất, chưa nói đến khía cạnh tâm linh. Hơn nữa, nhiều khi nói chuyện quý vị nuốt thức ăn xuống sai ống dẫn. Thay vì xuống đường bao tử thì lại qua đường phổi hay mũi và gây phiền phức, có khi làm chết người. Cho nên từ xưa, người ta nói rằng khi ăn thì không nên nói chuyện. Đó là sự giải thích theo lý. Nhưng còn một giải thích khác, đó là hầu hết ma quỷ đi vào từ miệng, vì đó là khe hở lớn nhất và mở ra phần lớn thời gian. Nếu có thứ gì muốn nhập vào chúng ta, nó có thể chui qua miệng rất nhanh. Cho nên khi chúng ta ăn mà cứ mở miệng ra nói chuyện, thì ma quỷ sẽ nghe và chui vào trong cùng với thức ăn. Hoặc làm ô uế thức ăn và gây khó tiêu hay trúng độc hay gây trở ngại gì đó khi vào trong thân thể chúng ta. Nhiều khi chúng ta mắc một chứng bệnh dễ lây mà ngay cả chúng ta cũng chưa biết. Mầm bệnh có thể đã vào trong nhưng chưa phát triển, nên chúng ta không biết mình có bệnh. Nếu vừa ăn vừa nói, chúng ta thở đủ thứ vi trùng vào trong thức ăn. Và rồi cả hai người đều phải hít vào và ăn thức ăn bị nhiễm trùng của chúng ta. Bởi thế trong lúc ăn, tốt hơn đừng nói chuyện. Nếu phải nói, tốt hơn là đừng nói trực tiếp vào thức ăn. Đâu cần phải bò lên mặt bàn ăn để nói chuyện với nhau. Vì như vậy, dĩ nhiên là nước miếng và hơi thở quý vị sẽ khiến đủ thứ vi khuẩn đi vào trong thức ăn. Có thể chúng ta không thấy, nhưng vi khuẩn có đó.
tránh mua rau quả đã rửa sẵn và đóng gói. Các thị giả của tôi đi mua sắm, tôi nói họ mang túi riêng của mình và đừng mua hay giảm mua tối đa khi nào có thể những thức ăn đã đóng gói. Bởi vì mình làm sao biết họ dùng thứ gì để rửa chúng? Có thể là hóa chất để giữ thức ăn tươi lâu, hay quá nhiều thuốc tẩy, hay bất cứ gì. Trong xà lách, hay trái cây củ vị, hay trong rau quả đã rửa sẵn và đóng gói đó. Dù phải mua những thứ này, tôi cũng rửa lại sau đó. Tôi ngâm trong nước một hồi với chút muối. Trước tiên tôi rửa với nước, rồi cho vào nước muối để ngâm một hồi. Nhưng tôi chỉ dùng nước mưa. Tôi tin rằng nước mưa có lực lượng rất lớn, nên thậm chí không cần muối nữa. Tôi chỉ rửa với nước mưa. Hãy tránh mua những thức ăn đóng gói này. Nếu phải mua, thì nhớ rửa lại. Làm gì đó cho nó sạch. Cho dù đôi khi chúng ta phải mua, thì lựa ra những gì cần tái chế, hoặc trong nhà, hoặc bên ngoài, trong thùng tái chế lớn. Thực phẩm hòa bình và yêu thương. Trong một khóa thiền bế quan sâu xa vì sự sống còn của địa cầu và để cứu rỗi loài người và loài vật, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nhận được thông tin về những loại thực phẩm con người có thể dùng mà gây tổn hại ít nhất cho thực vật, dung đất và côn trùng. Tiếp sau đó, tại cuộc họp quốc tế ở Pháp, Ngài đã chia sẻ thông tin này với những người tham dự. Ngài giải thích rằng mặc dù những thực phẩm trong danh sách có vẻ hạn chế, nhưng so với nhiều người trên thế giới thì chúng ta đã có quá đủ sự lựa chọn về thực phẩm. Ngoài ra, khi chúng ta dùng thực phẩm từ thực vật, cây cối cũng tự động chia sẻ công đức tu hành của chúng ta để tiến hóa nhanh hơn. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư nói lý do Ngài không làm tổn thương cây cối như sau. Bởi vì tôi yêu cây cối và tôi cảm nhận được nỗi đau mà cây cối phải chịu. Không phải vì tôi muốn đi lên cảnh giới cao hơn bằng cách đó. Cây cối không thể la lên, đó là điều tệ nhất. Cũng giống như quý vị, nếu bị buộc chặt hoặc không thể cử động, rồi người nào đó cứ tiếp tục đánh đập hoặc cắt xẻo quý vị, mà quý vị không thể làm gì được. Thật khủng khiếp. Chúng ta có thể chạy, có thể chống chọi và có thể la hét lên, nhưng cây cối thì không thể. Cây cối không làm thế được. Vì vậy, Ngài cố tránh ngay cả việc cắt hoa và chỉ chọn ăn những loại thực phẩm không có cảm xúc, bao gồm 2 hoặc 3 loại rau, các loại dưa và dưa leo. Đừng ăn thức ăn thừa. Nhân tiện nói về hương vị, nếu có thể quý vị đừng ăn thức ăn thừa nhé. Bởi vì ma quỷ rất thích thức ăn thừa, nên chúng sẽ lấy mất tinh khiết của thức ăn. Vì vậy, nếu ăn thức ăn thừa, quý vị sẽ bị nhiễm từ trường của ma quỷ, không tốt lắm. Cố gắng nấu vừa đủ, rồi sau đó ăn hết. Ma quỷ không thể đến gần quý vị, bởi vì nếu quý vị nghiêm trì ngũ giới và thiền đủ, ma quỷ không thể đến gần quý vị. Nhưng chúng không cần phải đến gần quý vị để lấy hương vị thức ăn. Cho nên, ăn lại thức ăn thừa, cũng như mình ăn đồ ăn thừa của ma quỷ. Nếu quý vị nấu nhiều, quý vị múc ra một ít vừa đủ ăn, và chỗ thừa còn lại vẫn không sao. Chẳng hạn, quý vị bận làm việc gì đó, và quý vị định ăn lại, thì trong vòng 9 phút thì không sao. Sau 9 phút, ma quỷ được phép ăn thức ăn của quý vị. Nước uống cũng vậy. Cách chữa lành vết mũi cắn nhanh. Nếu quý vị bị mũi cắn, chỉ cần dùng giấm xoa lên đó nhé. Sẽ lành mau hơn, đỡ ngứa lẹ lắm mà không hại cho thân thể. Không có hóa chất, không bao nhiêu. Mũi là loài côn trùng giết hại nhiều người nhất. Mỗi năm, mũi giết chết hàng triệu người lớn và trẻ em. Số người bị mũi cắn chết còn nhiều hơn số người chết vì chiến tranh, thiên tai hay bị ám sát. Con yêu tinh nhỏ xíu nhưng vô cùng độc ác này giết ít nhất 4 triệu người mỗi năm. Nhiều người bị nhiễm đủ thứ bệnh kỳ quặc từ mũi truyền qua.
Chúng ta phải tự bảo vệ cho mình, bởi vì thế giới có quá nhiều mũi, nhiều đến nỗi không thể tiêu diệt hết được. Dù có muốn, chúng ta cũng không thể giết hết, cho nên đừng có khờ dại. Chúng ta chỉ cố gắng bảo vệ chính mình, dăng mộng cho con cái ngủ, cũng như kiểu quý vị đại chảo vậy, cho chúng ngủ trong đó. Quý vị cũng có thể làm như vậy, cho trẻ em lớn cũng tiện lắm. Không cần phải giết muỗi, chỉ cần dùng mùng và cửa lưới là được. Cửa lưới ở nhà quý vị có vẻ rất mời mọc, những lỗ lớn đến nỗi cả tôi cũng có thể đi qua. Nghe đâu ngay cả hóa thân sư phụ cũng có thể đi qua những lỗ nhỏ đó, nói chi mấy con muỗi. Khi mua cửa lưới hãy chọn loại lưới lỗ nhỏ để những con muỗi nhỏ nhất cũng không thể chui vào. Có một loại lưới làm bằng mắt lưới nhỏ xíu, chặn muỗi được mà không khí vẫn thoáng. Còn loại lưới lỗ thật lớn thì làm gì được. Tối đến những con muỗi từ bên ngoài cửa lưới có thể trông thấy rất rõ ràng, giống như đang nhìn qua ống dòm vậy. Thế là chúng nó đi vào. Chúng nói, cửa mở mà, ta chỉ việc vào thôi. Ngay cả khi quý vị đã gắn cửa lưới rồi, cũng đừng bật đèn lên quá sớm. Hãy cố dùng mắt nhìn hay dùng một cây đèn pin. Đợi đến trời tối khi mấy con muỗi đi ngủ rồi mới bật đèn lên. Khoảng 5 tới 7 giờ chiều là giờ ăn cơm của muỗi, cho nên lúc đó chúng ra rất nhiều. Chúng biến mất vào khoảng 9 hay 10 giờ đêm. Nếu có thể được thì đừng bật đèn lên vào giờ chúng kiếm ăn. Bật đèn bên ngoài nhà thay vì đèn trong nhà, để nếu có con muỗi nào ở trong nhà, chúng sẽ đi ra ngoài ánh sáng. Nếu quý vị bật đèn trong nhà lên, muỗi sẽ vào dù lúc đầu không có con nào trong nhà cả. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và trong các chương trình trên đài truyền hình Vô Thượng Sư.